Đây là con 11 Pro Max của khách mua vào tháng 11 năm 2023, là gần 1 năm rồi. Và đang sử dụng thì máy sập nguồn không lên nữa. Thì con này sẽ có hai trường hợp, một có thể là do pin, hai là do nguồn. Nếu như mà do nguồn ý, thì sẽ được đổi sang một con máy mới ngay lập tức. Và trường hợp của anh này thì sau khi kỹ thuật đã kiểm tra thì nó chỉ do pin thôi, nên là sẽ được thay một quả pin mới hoàn toàn miễn phí anh em nhé. Lỗi do pin ý, thì mình thay pin thôi, chứ cũng không ảnh hưởng gì đến chức năng của máy cũng như là chế độ bảo hành lên đời sau này cả. Máy cũng dùng gần 1 năm rồi nên là cái việc pin kém hoặc là pin lỗi thì cũng là điều bình thường nhé. Pin em thay bảo hành là pin EU đã được kiểm định chất lượng cực kỳ ok rồi nên là anh em cứ yên tâm. Thay pin thì cũng cực kỳ nhanh chóng nên là anh em thay pin hay là bảo hành pin thì cũng chỉ cần đợi tầm 15 phút thôi là cầm máy về luôn. Đấy, mua hàng tại Hoàng Kiên ấy thì anh em cứ yên tâm sử dụng, còn lại mọi vấn đề gì thì đã có em lo hết. Lỗi phần cứng ấy thì sẽ được một đổi một trong vòng 12 tháng. Rơi vỡ rơi nước được sửa chữa hoàn toàn miễn phí, thay pin miễn phí không giới hạn trong vòng 1 năm. Mọi chính sách thì đều rõ ràng, minh bạch và đảm bảo mọi quyền lợi cho khách hàng. Thế nhá!